Xin chào mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Chết tôi bị tô màu nha các bạn.
Vậy là mình đã tô màu xong nhé các bạn. Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu nào. Tiếp tục tô màu nữa.
Bây giờ mình thích tô màu xong các bạn, các bạn thích tô màu đẹp hay cho mình xin mình like, đăng ký kênh, chào tất cả các bạn đến bây giờ.